Rồi, máy móc Vinh Trí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được review cho anh em mẫu sản phẩm can dung dịch tẩy nội thất, xịt tẩy đa năng nội thất thương hiệu của M3T. Thì cái dung dịch tẩy đa năng này rất là thích hợp nào dành cho những anh em nào chúng ta chuyên dọn nội thất của ô tô. Thì mẫu sản phẩm này nó sẽ đánh bay sạch các cái vết ố mốc, các cái vết bẩn trên nền ghế da, táp lô trong nội thất của ô tô. Thì ở đây thì nhà sản xuất người ta đã viết rất là chi tiết cái cách dùng rồi, được sử dụng rộng rãi và hiệu quả cho các bề mặt của chất liệu như là da này, giả da, nỉ, thảm, vải, kim loại, inox, nhựa cao su và các đồ bọc dụng cụ nội thất ô tô, trần xe, ghế da, vô lăng, táp lô và nỉ, ngoại thất ô tô, vỏ xe, la răng phục hồi lại tươi mới, sáng bóng nhựa da và lốp xe. Thì mẫu sản phẩm này thì gần như là rất là đa di năng anh em ạ, chuyên tẩy nội thất cũng như là ngoại thất. Thì sản phẩm này thì còn có thêm một cái tính năng là tẩy la răng nữa, nhưng mà tẩy la răng thì nó sẽ không chuyên dụng bằng tẩy nội thất của ô tô. Thì là sản phẩm này có can 4 lít và can 20 lít cho tất cả anh em. Thì trước mắt anh em đang là can 4 lít. Mẫu sản phẩm này thì được đóng gói theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, hàng rất là chi tiết và rất là đẹp. Can là can 4 lít. Mẫu sản phẩm này thì thương hiệu của M3T, xịt tẩy đa năng, rất là đầy đủ cho anh em rồi, có cả chữ tiếng Anh và có cả chữ tiếng Việt để anh em chúng ta nhìn và tham khảo. Cách dùng thì cũng khá là đơn giản thôi, anh em chúng ta thấm rất là khăn hoặc là chúng ta cho vào chai xịt, xịt lên trên bề mặt của táp lô, ghế da, nhựa trong nội thất của ô tô, sau đó chúng ta dùng khăn lau lại thật sạch là đã giải quyết được vấn đề rồi. Thì đây là một trong những cái dung dịch chuyên dụng dành cho anh em nào chúng ta là thợ dọn xe nội thất ngoại thất của ô tô, rất là đẹp và rất là chi tiết. Thì nếu mà anh em nào chúng ta có nhu cầu đặt mua cái mẫu thương hiệu xịt tẩy đa năng nội thất thương hiệu của M3T, anh em có thể liên hệ với cả bên mình là máy móc minh trí.com hoặc là minh trí máy móc.com 0915498666 hoặc là 0978390231, 0986734 và 894 là ba số này bên mình đều có Zalo cả. Thì anh em nào còn nếu mà cần có thể đặt mua trực tiếp qua Zalo của bên mình thì bên mình xin phép là ship hàng toàn quốc cho tất cả anh em xem hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền đấy. Thì rất là thích hợp cho những anh em nào chúng ta là thợ dọn nội thất dành cho ô tô. Thì bên mình đang tìm những cái đại lý phân phối trên toàn quốc, và nếu anh em nào chúng ta có nhu cầu phân phối cái mẫu sản phẩm này thì liên hệ với cả bên mình nhá. Giá của sản phẩm bên mình xin phép để dưới phần comment hoặc là báo qua Zalo cho tất cả anh em. Thì nếu mà anh em nào chúng ta muốn sử dụng cái mẫu sản phẩm này hoặc là trải nghiệm nó thì anh em có thể liên hệ với cả bên mình xin phép là giới thiệu cũng như là hướng dẫn anh em chi tiết để anh em chúng ta có thể là chuyên nghiệp hơn trong cái công việc dọn nội thất ngoại thất của mình. Thì đây là một trong những cái dung dịch thương hiệu của M3T xịt tẩy đa năng nội thất rất là chuyên dụng, hy vọng là nó sẽ giúp ích được phần nào đó trong cái công việc mà hàng ngày của anh em. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên máy móc Minh Trí nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.